Xin chào các bạn đang lắng nghe talk show Người trong muôn nghề. Nơi đây sẽ là nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ mọi câu chuyện liên quan tới vấn nghề, chọn nghề, hướng nghiệp hay là những câu chuyện liên quan tới việc làm. Và với chương trình ngày hôm nay thì sẽ có một câu hỏi mà tôi nghĩ là sẽ có khá là nhiều bạn khán thính giả. Có thể là những bạn sinh viên chưa đi làm hoặc là những người đã đi làm nhiều năm rồi nhưng mà vẫn sẽ băn khoăn, đó là làm thế nào để mình có thể lựa chọn được một môi trường sống, môi trường làm việc phù hợp với bản thân mình. Và với câu hỏi này thì chúng tôi đã mời tới chương trình một vị khách mời, một cô gái đã từng trải qua rất là nhiều môi trường sống, môi trường công việc, nên là chúng ta có thể chia sẻ được với cô ấy xem là có điểm nào khác biệt giữa các môi trường làm việc mà cô ấy đã từng trải qua hay không. Thực ra thì cô ấy chính là người đồng sáng lập ra Spider Room, mà sẽ có khá là nhiều bạn biết đến Spider Room đã biết tới quầy rồi, đó chính là Nga Levy. Và lời đầu tiên thì Nga có thể gửi lời chào tới các bạn khán thính giả của Người trong muôn nghề được không? Xin chào tất cả các bạn, xin chào Yole. Hôm nay thì mình cũng rất là vui được tham gia vào cái chương trình podcast Người trong muôn nghề của chính team mình, Spider Room. Trước tiên thì sẽ hỏi một chút về Nga đi. Trước kia thì Nga đã làm việc ở những môi trường như thế nào? Để mà share một xíu thì chắc là ngày xưa cái câu chuyện đi làm của mình nó bắt đầu từ hồi khoảng năm thứ tư đại học. Thì sau khi mà kiểu tham gia các hoạt động câu lạc bộ này nọ thì năm thứ tư mình mới bắt đầu đi làm. Cũng không phải là sớm so với các bạn đâu, tại vì có nhiều bạn cũng đi làm sớm hơn. Thì đại khái là mình cũng trải qua một số khá là nhiều nơi. Mình cũng đi intern rồi thực tập rồi part time này kia cũng hầm bà lăng rất là nhiều. Thì có cả những cái công ty về bảo hiểm này hay là truyền thông hay là công ty công nghệ startup, nhưng mà thuộc dạng là startup đời đầu, nó cũng khá là to. Hay là có một cái tập đoàn về hàng tiêu dùng nhanh, FMCG, và Spyroom. Spyroom thì sẽ là cái nơi mà mình đang và đã làm việc lâu nhất từ trước đến giờ. Tôi biết được là có một giai đoạn mà Spyroom cũng gặp khó khăn về tài chính, mà sau đó thì mọi người đã phải tách ra này, rồi mọi người đi làm ở những nơi khác nhau. Và có lẽ đấy cũng là cái giai đoạn mà Nga có một cơ hội cọ sát với môi trường khác. Thế sau đó thì Nga lại quyết định trở về với Spyroom. Mặc dù thời điểm đấy thì tài chính nó vẫn chưa ổn, nhưng mà tại sao Nga lại có cái lựa chọn như thế? Tại sao Nga lại quyết định quay trở lại? Cái câu chuyện là khi mà mình có đi làm ở một vài môi trường, sau đấy thì khi mà bắt đầu ra trường cái thì mình lại bắt tay vào startup luôn, là làm Spyroom cùng với các bạn của mình, trong đấy có Việt Anh là bây giờ đang là founder Spyroom. Thì bọn mình làm startup như thế trong vòng 2 năm, và lúc đầu thì bọn mình có funding cho nên là bọn mình cũng rất là vô tư, gọi như là tiêu tiền xong rồi cũng không biết là làm thế nào để cho nó hiệu quả ấy. Thì sau 2 năm thì bọn mình bắt đầu hết tiền. Cho nên là lúc đấy loay hoay mãi không tìm ra cái chiến lược như thế nào, cái mô hình kinh doanh nó cụ thể như thế nào cho Spyroom. Thì bọn mình quyết định là thôi bây giờ tách nhau ra đi làm đi. Anh em cũng phải đi trải nghiệm thế giới bên ngoài xem là nó như thế nào. Bởi vì thực ra là cái câu chuyện mà nếu mà vừa ra trường xong đi làm startup ý, nó cũng là một cái không thực sự là kiểu như là đúng bài lắm đâu. Bởi vì lúc đấy bạn cũng quá là non kinh nghiệm đi. Và sau đấy thì bọn mình sau 2 năm thì bọn mình tách ra đi làm khoảng hơn 1 năm. Thì lúc đấy mình cũng làm ở, như mình vừa chia sẻ lúc trước, là mình có làm một cái tập đoàn khá là lớn về hàng tiêu dùng. Và các cái sản phẩm mà hầu hết phụ nữ và trẻ em sẽ phải đều dùng đến đấy. Trong cái thời gian đấy thì mình cũng học được rất là nhiều thứ ở đấy. Mình khá là thích cái công việc ở đấy, bởi vì nó rất là challenging, nó rất là thách thức và rất là áp lực, và nó khiến cho mình học hỏi được rất nhiều thứ về từ câu chuyện là một cái tổ chức lớn để nó vận hành như thế nào, và làm thế nào để mà xử lý, quản lý và vận hành một cái brand với một cái mức độ chuyên nghiệp cao. Thì lúc đấy mình học được tất cả những thứ đấy. Thế nhưng mà trong câu chuyện đấy thì cùng cái thời điểm mình đi làm bên ngoài đấy, bọn mình vẫn duy trì Spyroom, tức là vẫn part time với Spyroom. Và lúc đấy nó giống như kiểu trong một cái tình huống mà bạn ở cùng nhà với một cái anh này, nhưng mà thực sự mình không yêu. Thế nhưng mà cái anh người yêu thật sự của mình thì lại ở đâu đó ngoài kia. Và kiểu giống như là mình phải ở cùng một người mà mình không yêu, nhưng mà mình vẫn cứ tơ tưởng đến cái người mình yêu ngoài kia ấy. Đấy, thì trong lúc mà mình đi làm ở cái Big Corp đấy thì câu chuyện nó giống như thế. Là ok, mình cũng học được rất nhiều thứ, nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng hướng về cái mà kiểu ước mơ dang dở của mình ở ngoài kia ấy. Đấy, và cộng với cả một câu chuyện là lát nữa có lẽ mình sẽ chia sẻ sâu hơn, nhưng mà cái môi trường làm việc
tức là cái văn hóa ở, cái Big Corp đấy có lẽ là nó không thật sự phù hợp với con người mình lắm, nên là mình không hoàn toàn cảm thấy happy. Happy theo hướng là mỗi ngày đi làm bạn phải hừng hực khí thế, bạn phải vui vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng mà thật sự thì khoảng thời gian đấy đối với mình cái thứ duy nhất mà mình cảm thấy vui là công việc, mình có thể làm được việc. Thế còn bên ngoài công việc thì nó lại rất là nặng nề đối với mình. Thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ chia sẻ cái cảm giác này khi mà các bạn đi làm những cái môi trường mà có lẽ là không phù hợp với cả con người mình. Thì sau đấy thì sau khoảng hơn một năm thì mình mới một ngày mình đi đến công ty và mình mở laptop lên. Xong rồi mình tự hỏi là thế tại sao ngày hôm nay mình lại ngồi đây và làm công việc này nhỉ? Tại sao mình lại làm cái công việc này bây giờ? Thế là mình quyết định đóng laptop lại và xin phép với cả chị sếp của mình lúc đấy là chị ơi, hôm nay em phải đi về nhà, có việc gấp đột xuất. Mà thật ra lúc đấy chẳng có việc gì cả, lúc đấy mình đi về nhà xong rồi mình quyết định nghỉ việc. thì đó là câu chuyện mà lúc đấy mình cảm thấy là có lẽ là cần thực sự là làm cái thứ mà phù hợp với bản thân mình để mà mình có thể phát triển tốt nhất và để mình có thể cảm thấy là đi làm là cái niềm vui mỗi ngày. Bởi vì thật ra là cái thời gian đi làm mỗi ngày của mọi người chiếm một khoảng thời gian rất là lớn, ít nhất là 8 tiếng, nhưng mà hầu như là nó sẽ không bao giờ giới hạn ở 8 tiếng mà nó sẽ phải là 10 tiếng, thậm chí 12 tiếng. Cho nên là mình đã quyết định quay lại Spy Room đấy, và cuối cùng thì những cái người sáng lập ra Spy Room cũng đã quay trở lại Spy Room, và đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta có cái chương trình này ở đây. Thực sự là tôi rất là chia sẻ với Nga nhé, bởi vì nếu như nói về công việc hay đi làm thì có lẽ là với những người mà họ có một cái năng lực làm việc nhất định ấy, thì họ vẫn sẽ enjoy, tận hưởng được cái công việc đấy của họ. Nhưng mà vào thời điểm đấy thì môi trường có thể sẽ trở thành cái ngáng trở. Bởi vì là môi trường thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều yếu tố, từ là đồng nghiệp này, hay là cái chế độ đãi ngộ này, hay là cái cách người ta làm việc hay tương tác với nhau trong môi trường đấy như thế nào. Và còn rất nhiều yếu tố khác nữa, nó có nuôi dưỡng được cái công việc mà mình đang làm hay không. Có đôi khi là mình mong muốn mình được xử lý công việc theo cái cách này và mình cảm thấy hiệu quả hơn, nhưng mà có quá nhiều yếu tố nó nằm ngoài kiểm soát của mình. Bởi vì mình chỉ là một cái mắt xích ở trong một bộ máy rất lớn thôi, và mình chỉ có thể kiểm soát được cái phần nhỏ nhất là cái phần mắt xích của mình. Nhưng mà khi nó không tương tác nổi với các mắt xích khác thì khi đấy nó sẽ trở thành một cái vấn đề. Thì với bản thân tôi cũng đã từng trải qua một số môi trường kiểu như thế. Tức là mình sẽ cảm thấy là ồ, mình sẽ không thể tiếp tục môi trường ở đây nữa. Mà lý do nó không nằm ở cái việc là mình chán ghét cái công việc cả, mà nó nằm ở môi trường. Nên là nó sẽ là câu chuyện tại sao chúng ta phải đi tìm xem, xác định xem là môi trường làm việc như thế nào thì nó sẽ là phù hợp với mình. Với Nga thì tiêu chí nào thì Nga nghĩ là tiêu chí quan trọng nhất để có thể xác định ra được một môi trường như nào là phù hợp với Nga đi? Mình nghĩ là chắc là để nói là tìm ra môi trường phù hợp chắc phải có nhiều tiêu chí đấy. Chứ còn nếu mà một tiêu chí thì nó cũng nó sẽ khó để nói là tiêu chí nào là nhất. Thì cái đầu tiên ấy, theo mình nghĩ là cái công ty đấy nó làm cái sản phẩm và dịch vụ gì, nó có phải là thứ mình yêu thích hay không, và mình có cái gọi là giá trị cốt lõi của mình nó có đồng nhất với cả cái giá trị của công ty hay không. Nghe cái cụm từ là giá trị cốt lõi nghe nó hơi cao siêu ấy, nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là nó là cái rất quan trọng, mà thường khi mà mình còn trẻ, mình bắt đầu đi làm thì mình thường hay quên cái câu chuyện đấy, mà mình kiểu không nghĩ là mình chỉ nghĩ là ok vào môi trường tốt hay là lương cao là được rồi. Nhưng mà thật ra cái chuyện đấy rất quan trọng. Mình lấy ví dụ như là mình là một người rất là không thích thuốc lá, thì có những cái công ty về thuốc lá họ đãi ngộ cực kỳ tốt, và trong đấy mình biết là cái vận hành của nó rất là chuyên nghiệp và bạn được học rất là nhiều thứ. Thế nhưng vì bản thân mình là một người không thích cái ngành hàng, cái sản phẩm đấy, cho nên mình chắc chắn mình sẽ không bao giờ đi làm cái công việc liên quan đến những sản phẩm như thế, đúng không? Bạn làm sao có thể bán hàng, hay là làm sao có thể marketing, hay làm sao có thể giới thiệu cho người khác nếu mà cái sản phẩm công ty hay cái dịch vụ công ty bạn còn cảm thấy là không thích. Thì nói chung không có lý do gì để mình đi làm một cái nơi mà mình không thích sản phẩm của nó cả, không thích dịch vụ của công ty hết. Và cái định hướng của công ty nó cũng cần phải phù hợp với cái con người của mình. Ví dụ như là công ty muốn trở thành một cái như thế nào đấy, ví dụ như Spy Room chẳng hạn, thì lý do tại sao mà cuối cùng thì mình lại quay về Spy Room, bởi vì là Spy Room là một cái nền tảng mong muốn phát triển giới trẻ và dựa trên những cái nền tảng hay những cái công cụ khác nhau để mà các bạn có thể phát triển bản thân mình. Thì đấy là một cái gọi là thôi thúc, động lực thôi thúc trong cá nhân mình là mình luôn muốn làm những thứ mà phát triển người khác. Cho nên mình rất là có sự gắn kết đối với cái vision chung đấy của Spy Room, và cuối cùng thì mình lại quay trở về Spy Room. Thì đầu tiên có lẽ là cái câu chuyện là sản phẩm và dịch vụ của công ty đấy thì
nó có phải là thứ mà bạn mong muốn làm hay không, mà bạn có thích, yêu thích nó hay không. Trước hết là mình phải yêu thích nó đã. Đó, thì đấy là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai để mà xét đến một môi trường phù hợp hay là không ấy, thì mình nghĩ đó là cái câu chuyện, cái cơ hội mà phát triển bản thân. Thì cái cơ hội phát triển bản thân nó là ví dụ như bạn có được làm những cái thứ mà để cho cái năng lực của mình nó tăng lên hay không, về mặt chuyên môn, về mặt kỹ năng. Nó phải là những cái thứ nó đủ challenging, nó không được quá dễ dàng đó. Nó phải là đủ thách thức để mà mình có thể phát triển hơn mỗi ngày, ngày hôm sau phải tiến bộ hơn ngày hôm trước. Và hoặc là kiểu mình thăng tiến theo cái nghĩa là ok, năm nay tôi ở mức này, năm sau tôi ở mức khác. Thì đấy cũng là một cái nghĩa. Thì tất nhiên sẽ có những bạn cảm thấy là ok, tôi chỉ cần một công việc mà cả đời đi làm một công việc giống nhau và ngày nào cũng như ngày nào, thì cái đấy là tùy lựa chọn mỗi người. Nhưng với quan điểm của mình thì một môi trường tốt thì nó phải cho bạn cơ hội để phát triển. Thì đấy là yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba mà theo mình nghĩ là cái về mặt môi trường làm việc. Cái môi trường ở đây thì nó bao gồm rất là nhiều thứ như ban nãy vô có nói. Tức là cái cách mà cái doanh nghiệp đấy nó vận hành, cái cơ cấu tổ chức và cái quy trình của nó như thế nào, và những cái con người ở trong đấy cụ thể là như vậy. Thì ví dụ như các cái công ty lớn thì có thể là cái quy trình nó sẽ phức tạp hơn, nó sẽ nhiều tầng lớp hơn, nó sẽ chặt chẽ hơn. Trong khi các công ty nhỏ thì quy trình nó sẽ đơn giản hơn chẳng hạn, và nhanh gọn hơn. Hoặc là với các công ty lớn thì mọi thứ nó chuyên nghiệp, nó bài bản, nhưng mà có thể là sẽ có rất nhiều người, cho nên đôi khi nó có những vấn đề về thị phi đấy. Đó, nhưng mà công ty nhỏ thì ok, anh em có thể mặc quần đùi đi làm hay là sao đấy, thì cái đấy nó rất là tùy. Thì ví dụ bạn phù hợp với môi trường, bạn thích kiểu nào hơn, thì cái yếu tố môi trường đấy nó sẽ là một cái yếu tố khá là quan trọng. Và cuối cùng nhưng mà mình nghĩ là cũng không kém phần quan trọng, đấy là về câu chuyện là đãi ngộ. Thì cái đãi ngộ mình để ở cuối cùng là bởi vì là nói chung với mình nghĩ với những bạn mà trong khoảng 3 năm đầu đi làm ấy, thì đãi ngộ có lẽ mình không cần phải xếp nó quá cao, bởi vì là mình còn nhiều thời gian để mà mình trau dồi thêm, và quan trọng là mình xác định là mình thích cái gì hay là mình muốn làm trong môi trường nào đấy. Còn sau đấy thì khi mà mình phát triển lên rồi thì đãi ngộ nó sẽ tự đến thôi, cho nên cũng là một yếu tố phải cân nhắc. Bởi vì rõ ràng mình đi làm là cũng để sống đúng không, mình không thể nào mà đi làm nhưng mà lương không đủ sống thì cũng không được đấy, cho nên đãi ngộ vẫn phải là một yếu tố cần cân nhắc. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ xếp nó cuối cùng thôi. Có lẽ là tôi sẽ đưa ra một số cái ý kiến tranh luận lại với Nga nhé. Ví dụ như với Jo Lê thì tôi sẽ để cái yếu tố đãi ngộ lên đầu tiên. À không, có thể là lên vị trí thứ hai sau cái sản phẩm đó có phù hợp với cốt lõi của mình hay không. Sau đó sẽ là đãi ngộ. Bởi vì là tôi đã quen những người bạn mà các bạn ấy đã chấp nhận một cái mức đãi ngộ khá tồi tệ. Tôi phải nói là tồi tệ bởi vì là có những công ty người ta có những cái chế độ đãi ngộ nó thậm chí là nói thế nào nhỉ, không đúng pháp luật. Tức là không đảm bảo được cho bạn về vấn đề về bảo hiểm chẳng hạn. Về không nói là lương, mức lương tối thiểu, có thể là mức lương tối thiểu của bạn bây giờ, ví dụ như tối thiểu vùng Hà Nội tầm độ gần 5 triệu gì đấy. Thì họ chỉ đáp ứng đến đúng cái mức đấy thôi. Thì cái đấy cũng có thể tạm chấp nhận đi, khi là mình mới là người ra trường, mình chưa có nhiều kỹ năng. Nhưng mà những cái khác, ví dụ như là bảo hiểm hay là những cái lương thưởng không rõ ràng, thì có khá là nhiều bạn mới ra trường sẽ lơ là cái vấn đề này, vì các bạn nghĩ rằng là các bạn ý thiếu kinh nghiệm, non nớt. Nhưng mà tôi cảm thấy là một công ty có tử tế hay không thì chúng ta phải nhìn vào cái yếu tố đãi ngộ đấy phía sau cái gọi là yêu thích của mình. Thì tôi nghĩ là mình yêu thích là một chuyện, nhưng mà có rất nhiều công ty họ cũng lợi dụng lại cái đam mê của bạn. Mà họ cho bạn cái cơ hội đấy nhưng mà họ lợi dụng bạn để họ làm những cái nó không đúng với pháp luật này. Và có những người mà làm trong những môi trường như thế thì họ bị cùn mòn cái sự tự tin của họ theo năm tháng ấy. Thì đến khi họ làm 3-4 năm sau đấy thì họ vẫn tiếp tục ở cái mức lương đấy và chỉ duy trì cái đấy thôi, không hề nhìn thấy một cái sự thăng tiến. Đây chúng ta nói chỉ câu chuyện lạm phát thôi chẳng hạn. Thì ví dụ sau 1 năm thì mức lương của bạn nó phải tăng lên khoảng 200-300 nghìn. Nhưng cũng có những công thì họ không hề làm như thế. Thì đối với tôi thì cái chế độ đãi ngộ sẽ là cái xếp thứ hai ở sau cái gọi là cái giá trị cốt lõi của mình. Cái này để gọi là cân bằng lại với câu chuyện đam mê, bởi vì gặp quá nhiều trường hợp các bạn vì đam mê công việc và không để ý đến tất cả những thứ thực tế để việc tôi sống được hay không, nó có công bằng với mình hay không. Còn những cái kia thì mình khá là đồng ý với Nga. Khi mà nói là cái đãi ngộ ấy mình xếp ở cuối, thế nhưng mà rõ ràng là như Jo Lê có nói ấy, tất nhiên là nó phải đảm bảo yêu cầu là mức sống tối thiểu của bạn đúng không. Mình đi làm là bởi vì mình phải có cuộc sống mà. Và cái quan trọng nữa mình nghĩ là đấy là cái mức lương hay mức đãi ngộ nó phải gọi là phản ánh đúng cái năng lực
giả sử như nếu bây giờ bạn đang làm intern, bạn còn chưa có gì, bạn là tờ giấy trắng, thì ok, có thể nó tương đối thấp thôi. Nhưng mà ví dụ sau 1 năm, 2 năm khi mà bạn đã lên chính thức, hoặc là khi mà bạn đã phát triển hơn, bạn đã cống hiến nhiều hơn, hoặc là tạo được giá trị thêm cho công ty, thì rõ ràng cái đãi ngộ nó phải khác, nó phải tương xứng. Tức là mình nghĩ là một cái công ty tử tế ấy, họ sẽ có cái đãi ngộ nó fair, nó công bằng. Và đúng như là Châu nói thì nó sẽ bao gồm không chỉ là lương mà còn các cái đãi ngộ khác. Ví dụ như bây giờ Spiron chẳng hạn, thì bọn mình luôn cố gắng là lương, ngoài lương thì còn có thưởng, hoặc là còn có những cái đãi ngộ về mặt bảo hiểm hay là những cái khác. Thì một cái công ty tử tế thì bao giờ họ cũng sẽ có những cái tối thiểu như vậy. Có thể là công ty to thì họ sẽ có bài bản hơn, công ty nhỏ thì nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà về cơ bản thì nếu mà doanh nghiệp tử tế thì họ luôn có đầy đủ theo đúng cái quy định của luật pháp. Còn nếu mà công ty nào mà họ nói với bạn là kiểu thôi cái này không quan trọng đâu, hay là kiểu em không cần phải ký hợp đồng đâu, vân vân kiểu như thế, thì có lẽ là bạn cũng nên xem lại, bởi vì cái độ minh bạch hay cái độ đáng tin cậy của cái công ty đấy, thì đấy cũng là một cái mà các bạn trẻ khi mà có thể các bạn không quan tâm lắm nhưng mà mình cũng cần lưu ý. Rồi, chúng ta đã vừa chia sẻ với nhau về những tiêu chí mình có thể đặt ra để mình cân nhắc một cái công ty. Thì ngay bây giờ thì Jolie sẽ đưa ra một cái confession cho Nga. Một câu hỏi của một bạn thính giả đã gửi tới người trong môn nghề confession. Thì một bạn thính giả có đặt ra câu hỏi đó là: em là sinh viên mới ra trường, em đang phân vân giữa Big Corp và Startup. Bố mẹ em muốn hướng em theo công việc ổn định, nhưng em muốn được làm việc trong môi trường đề cao sự sáng tạo và tính học hỏi hơn. Em mong nhận được lời khuyên từ anh chị. Thì rõ ràng là Nga đã từng làm cả Big Corp rồi, và cũng làm đối với Spyroom thì đi theo nó từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Thì gọi là cũng trải qua cả hai môi trường, thì Nga có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai môi trường này được không? Môi trường nào nó có ưu điểm gì và có khuyết điểm gì? Để cái trả lời cái câu hỏi của bạn ý là nên làm môi trường nào, thì thật ra là cần nhiều hơn cái yếu tố. Mình nghĩ là cái câu hỏi đúng ra nên hỏi ở đây là bạn ấy phù hợp với cái gì hơn. Nhưng mà ở đây bởi vì mình thiếu những cái thông tin nền của cái bạn đang hỏi này, cho nên là mình sẽ chắc là mình sẽ đi lại những cái tiêu chí ban nãy mình nói về quan điểm của mình về một môi trường phù hợp để mà mình so sánh giữa hai môi trường là Startup với Big Corp. Thứ nhất ý, tức là những cái công ty làm là cái gì, là sản phẩm, là dịch vụ đấy như thế nào. Thì ví dụ như với Big Corp chẳng hạn, thì bởi vì họ đã là công ty to, đã là có thể là tập đoàn đa quốc gia rồi, cho nên là họ thường có những cái sản phẩm hay dịch vụ nó đã có chỗ đứng ở trên thị trường rồi, đã được người tiêu dùng hoặc là đã được khách hàng công nhận, và họ có cái dòng doanh thu nó ổn định và tương đối lớn. Đó, thì có thể những cái sản phẩm hay dịch vụ đấy nó sẽ là những cái sản phẩm rất là nổi tiếng, hay sản phẩm rất là quen thuộc với cả mọi người sử dụng hàng ngày. Thì đấy cũng là một cái mà mình có thể cân nhắc. Ví dụ ngày xưa mình làm cái sản phẩm ở bên Big Corp chẳng hạn, thì mình làm sản phẩm mà hàng triệu phụ nữ hay hàng triệu trẻ em đều phải sử dụng. Mình cảm thấy rất là tự hào bởi vì nó giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó, trong khi đấy thì cái bên startup chẳng hạn, thì thường cái sản phẩm nó đang trong giai đoạn có thể còn chưa ra đời, có thể đang ở giai đoạn ý tưởng thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ mang cái tính chất là có cái sự đột phá, và có thể là trong tương lai nó sẽ trở thành một cái gì đấy, nó thay đổi cục diện, thay đổi xã hội, hoặc là nó thay đổi một cái cách mà chúng ta làm một cái lĩnh vực gì đấy. Thì có thể cái sản phẩm ở bên startup thì nó sẽ là, hiện tại thì nó chưa có tiếng tăm, nó cũng chưa có tên tuổi, nhưng nó có tiềm năng lớn. Còn ở bên Big Corp thì hiện tại thì nó đã được biết đến rồi chẳng hạn, nó đã nổi tiếng rồi, nhưng để mà gọi là tạo ra cái sự thay đổi cho nó thì có lẽ là cái giá trị nó sẽ ít thôi, và bạn cũng sẽ khó để tạo ra được gọi là một cái gì đấy đột phá đối với sản phẩm đấy, bởi vì nó đã gọi là tương đối là standard, tương đối quy chuẩn rồi. Đó. Đối với cái lúc nãy mình nói đến cái tiêu chí thứ hai đấy là sự phát triển bản thân, cái cơ hội để mà phát triển bản thân, thì cái Big Corp á, cái Big Corp thì về cơ bản là cái lộ trình phát triển người ta gần như người ta đã vẽ ra sẵn rồi. Tức là cái công ty nó đã tồn tại nhiều năm rồi, cho nên nó sẽ có dụ level của 1, level 2, level 3, bạn sẽ vào mới vào thì ở mức nào, sau đấy 1, 2 năm thì bạn lên mức nào, ví dụ trưởng nhóm hay trưởng phòng, rồi sau đó 3 đến 5 năm thì lên mức nào. Tóm lại là họ có một cái quy chuẩn rồi, và ví dụ cứ tăng lương thì cứ đều đặn hàng năm, hay là 3-6 tháng một lần, hay là như thế nào đấy, thì nó sẽ có cái gọi là lộ trình tương đối rõ ràng và cụ thể. Thì đồng nghĩa với đó thì câu chuyện sẽ là nó sẽ không thể có một cái gì đấy quá nhanh được, tức là bạn không thể trở thành một ai đấy mà tạo ra sức ảnh hưởng quá lớn sau một đêm đấy. Còn ở câu chuyện ngược lại thì startup sẽ là gần như cũng không có một cái lộ trình gì rõ ràng cả, ai vào cũng có thể làm tất cả mọi thứ, giống như là một người thì vừa làm content, có thể vừa làm design, nói chung là có thể phải làm nhiều thứ khác nhau và cũng không giới hạn. Nhưng mà đấy, ngược lại thì cái câu chuyện
có thể là lộ trình không rõ ràng bằng, nhưng mà cái cơ hội để mà bạn phát triển lên, bạn nắm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong tổ chức từ những ngày đầu, và để được cái hưởng lợi, ví dụ như mình nói là về mặt share chẳng hạn, về mặt cổ phần chẳng hạn, thì những cái early employee của các cái startup thì họ ngoài cái lương thưởng ra họ còn có cái quyền lợi là được cái cổ phần nữa, nếu mà họ có những cái đóng góp tốt cho tổ chức. Thì cái đấy sau này nếu mà giả sử công ty thành công chẳng hạn thì bạn cũng sẽ có rất là lợi từ cái câu chuyện cổ phần đấy. Thì nó là hai mặt của cái câu chuyện đó. Xét đến cái yếu tố thứ ba như bạn ấy còn nói là về môi trường chẳng hạn, thì trong khi Big Corp thì là môi trường chắc chắn là sẽ đông người rồi, tương đối là nhiều người, và cái quy trình nó cũng phức tạp và có nhiều lớp. Ví dụ bạn sẽ phải, khi mà làm một cái dự án hay đề xuất một cái ý tưởng, thì bạn sẽ phải qua cái sếp layer thứ nhất, xong rồi sếp layer thứ hai, nói chung là nhiều level khác nhau, các sếp các level, thì mình phải xin phê duyệt được tất cả những cái người đấy thì mình mới được thực hiện. Nó cũng sẽ tương đối là mất thời gian, nhưng mà bù lại thì bởi vì để cho cái tổ chức họ được hoạt động nó chặt chẽ và nó không có những cái lỗ hổng, thì họ phải có nhiều cấp phê duyệt như thế đó. Thì cái quy trình nó sẽ chặt chẽ này, và nó có nhiều cái bước cần thực hiện, và đồng thời với đó là cái số lượng con người nó cũng tương đối lớn. Cho nên như mình có chia sẻ khi nãy là cái nhiều khi bạn sẽ gặp vấn đề về mặt con người. Ví dụ như là có những phòng ban khác nhau, họ đại diện cho những cái gọi là nhóm lợi ích khác nhau. Nhiều khi họ không phải đứng trên khía cạnh là vì cái lợi ích chung của tổ chức mà để làm cái việc tốt nhất, mà họ lại hành động theo cái là vì cái lợi ích của cái cá nhân, hoặc là vì lợi ích của phòng ban mình chẳng hạn. Thì đấy là câu chuyện mà khi giống như trong xã hội thôi, thì có nhiều người thì nó sẽ xảy ra tình huống đấy. Đấy, bù lại thì môi trường Big Corp thì nó khá là rõ ràng, khá là bài bản. Nếu mà bạn nào cảm thấy là ví dụ mình lười quá, mình không biết phải làm nào, thì cần phải ai đó dạy cho mình phải làm thế nào, ai đó phải chỉ cho mình phải đi như thế nào, thì Big Corp có lẽ là một sự lựa chọn phù hợp, bởi vì mọi thứ nó đã có lộ trình và bạn chỉ cần cố gắng thôi thì bạn sẽ gọi là có những cái ghi nhận trong đấy. Đó. Ngược lại thì ở cái môi trường gọi là startup đi, thì môi trường startup nó có một cái sự năng động hơn, cởi mở hơn, về mặt những cái thứ quy tắc hay là quy chuẩn thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đôi khi bạn còn thấy là bây giờ các phong trào startup đi làm mặc quần đùi áo may ô, hay là đấy, gọi là ở trong công ty thì mọi người có thể không quá nặng nề về chuyện vai vế hay chuyện là cấp bậc như thế nào cả, miễn là công việc hiệu quả là được, làm sao để làm kết quả tốt nhất là được. Đó, thì đấy, về mặt môi trường thì nó sẽ có khác nhau như vậy. Còn yếu tố cuối cùng là về mặt đãi ngộ đi, thì cái này thật ra nó cũng sẽ hơi khó nói một chút, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào tính chất và quy mô của từng công ty. Thường thì là Big Corp bao giờ nó cũng sẽ tương đối là ổn rồi, bởi vì là họ có cái gói, cái package về mặt phúc lợi cho bạn rất là tốt, từ lương cho đến bảo hiểm, thậm chí là cả người thân của mình cũng sẽ có bảo hiểm hay gì đó. Còn lại thì startup thì nó sẽ tùy, ví dụ startup mà kỳ lân thì đôi khi có thể đãi ngộ rất là tốt, nhưng mà startup ở giai đoạn đầu chẳng hạn thì có thể là ở mức cơ bản thôi, hoặc lương cũng sẽ không quá cao, tùy vào vị trí. Nếu vị trí của bạn quan trọng thì có thể bạn sẽ có thêm cổ phần đó, còn có thể lương thì nó sẽ kém hơn một chút. Tất nhiên cái này thì so sánh nó cũng gọi là một cách rất là chung thôi, còn tùy thuộc vào mô hình hay tùy thuộc vào từng ví dụ cụ thể thì mới có thể nói chính xác được. Đôi khi có những vị trí startup thì lương cũng rất là cao chứ không phải là thấp, và ngược lại ở Big Corp thì không phải lúc nào Big Corp lương cũng cao, nó sẽ tùy vào vị trí. Nga có thấy là xã hội, hoặc là nói thế hệ trước đi, ví dụ như đời bố mẹ của chúng ta chẳng hạn, thì sẽ là thích con cái vào làm ở các tập đoàn lớn, công ty to, ổn định, đúng không? Còn đối với startup thì nó rất là kiểu cảm giác rủi ro ấy. Rồi là bây giờ bảo con đi làm ở đâu, con nói công ty của con ra, không hiểu, tôi không hiểu là đấy là công ty nào. Thì tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề mà sẽ có rất là nhiều bạn sẽ gặp phải, ảnh hưởng đến cái quyết định lựa chọn môi trường của các bạn ấy. Các bạn trẻ thường giải thích những cái môi trường nó mới mẻ này, nó trẻ trung, cái phong thái nó cũng giống với chúng tôi. Rồi là nó có rủi ro thì nó sẽ đi kèm với lại những cái điều thú vị trong công việc, hay là cái việc là người ta được thử nghiệm nhiều vai trò trong một cái môi trường công ty. Chứ không phải là người ta làm được đúng cái vị trí này, được một cái quy trình rất là quy chuẩn như thế rồi, việc của em đến công ty là làm đúng cái việc này và ngày này qua ngày khác. Thì người trẻ thì sẽ có xu hướng là họ giải thích thử thách mình ở trong cái môi trường. Tất nhiên không phải người trẻ nào cũng thế, nhưng mà khá là nhiều bạn trẻ sẽ muốn được thử thách trong startup, nhưng mà lại phải đối nghịch lại với một cái áp lực rất lớn từ phía gia đình. Thì Nga có phải trải nghiệm điều đấy không? Câu chuyện của mình là một câu chuyện hoàn toàn thể hiện cái điều mà Joe vừa nói. Tức là bản thân mình thì, tức là từ trước đến khi câu chuyện mình đi học đại học, thì lúc nào cũng là mình đi theo một lộ trình định sẵn. Ví dụ như là
những đứa học giỏi thì nó đi đâu, nó làm gì thì mình đi đúng theo như thế và làm được như vậy. Đó, thì cho đến khi đến năm thứ hai và năm thứ ba đại học thì mình nhận ra là cái chuyên ngành của mình ở ngoại thương nó không phải là cái thứ mà mình muốn đi làm sau này. Và lúc đấy thì mình cảm thấy kinh tế đối ngoại ở ngoại thương. Thì thế nhưng mà từ trước giờ mình chưa giờ đi làm theo cái công việc liên quan đến chuyên ngành học cả. Đó thì là bởi vì đến khoảng năm thứ hai và năm thứ ba thì mình nhận ra là có vẻ là mình không phù hợp rồi. Lúc đấy thì mình mới có ý niệm về câu chuyện là thế nào là phù hợp hay không phù hợp. Còn trước đấy, suốt cả cái thời học sinh, sinh viên trước đấy thì mình chỉ luôn luôn nghĩ là ok thì nếu mà bây giờ bạn phải thi vào cái trường nào tốt nhất ở Việt Nam, sau rồi bạn phải đi làm công ty nào to nhất ở Việt Nam, thế thôi, chứ còn không nghĩ gì nhiều. Nhưng mà sau đấy thì mình đã nhận ra là không, câu chuyện nó không đơn giản là như vậy. Câu chuyện nó phải là cái gì nó là thực sự là cái mà hợp với cả cái sự phát triển của bản thân mình. Thì đúng là lúc đấy thì bố mẹ mình chỉ mong là ra trường xong thì đi làm công ty nào to to tí, nghe nổi tiếng này, FPT này, xong rồi các tập đoàn Big Four này, các tập đoàn lớn, FMCG, Unilever này nọ này. Rồi mình cũng có đi thi, nhưng mà sau đấy thì kiểu mình không, vì những cái lý do lúc đấy mình đang đi làm rồi, cho nên mình đi thi xong đến vòng cuối cuối gì đấy thì mình quit, mình không thi nữa, kiểu như vậy. Có lẽ là cũng không có duyên nữa. Thế nhưng mà đại khái là trong suốt cái quá trình làm startup sau này ấy, thì bố mẹ cũng luôn chăn trở cái câu chuyện là không hiểu nó làm cái gì, và tiền thì không thấy đâu. Tiền thì không thấy đâu, không thấy nhiều, trong khi là các bạn cùng trang lứa, các bạn đi làm công ty ai cũng biết, công ty rất nổi tiếng, thế thì bây giờ phải làm thế nào. Thật sự là lúc đấy cũng áp lực chứ, cũng căng thẳng lắm. Bởi vì lúc đấy mình cũng hoài nghi bản thân chứ không phải là không. Tại sao sau khi mà startup 2 năm mà lúc đấy bọn mình cảm thấy là không được ấy, bọn mình phải tách nhau ra đi làm, thì lúc đấy gần như là một cái sự thừa nhận là cái giai đoạn trước đấy mình cũng không thành công đi, đúng không? Thì rõ ràng là từ trước giờ mình luôn thành công. Mình luôn thành công và mình luôn chiến thắng trong mọi cuộc thi mà mình tham gia. Nhưng mà bây giờ mình đã không thành công trong cái con đường mà đi làm thì như nào? Nói chung là rất hoang mang. Nhưng mà thực sự là cái quá trình mà sau đấy cũng là phải đi ra ngoài và phải trải nghiệm, phải hiểu về thế giới, thì mình cũng nhận ra là có những thứ, ví dụ như sau đấy thì mình cũng đã nghỉ spy room 2 năm, thì 2 năm, sau 2 năm làm spy room thì nghỉ, thì đi làm ở cái Big Corp kia, thì mình cũng đã rất là cố gắng ở trong cái khoảng thời gian hơn 1 năm mà mình làm ở đấy, và mình nghĩ là mình không dễ dàng để mà từ bỏ, bởi vì là những cái khó khăn ban đầu. Thế nhưng mà đến một ngày mình nhận ra là nếu mà cố gắng mãi mà vẫn cảm thấy là không, mình không hạnh phúc ấy, thì có lẽ là bởi vì là không phù hợp. Thì thật ra cái việc mà mình đi làm Big Corp đấy nó cũng phần nào chứng minh cho bố mẹ mình thấy là cái năng lực của mình cũng không đến nỗi nào, mình cũng có thể đi làm được những công việc như các bạn ngoài kia. Thế nhưng mà đến cuối cùng mình lại quyết định quay về, bởi vì lúc đấy thì mình nghĩ là lần này mình quay về thì tụi mình có thể chứng minh được cái thứ mà tụi mình mơ ước hay tụi mình theo đuổi nó là đúng. Thì lúc đấy tụi mình đã có thêm dữ kiện rồi, lúc đấy thì đã hiểu hơn về cái cách mà vận hành một doanh nghiệp, hay là cái cách mà thị trường nó đón nhận một sản phẩm như thế nào, thì tụi mình nghĩ là lần comeback này sẽ mạnh hơn. Cho nên lúc đấy cũng rất là liều, nhưng mà cũng quay về thôi. Thì thực sự là mình rất hiểu cái cảm giác đấy. Nếu mà bạn nào đang làm cái gì đấy mà nó không thực sự fancy, không thực sự được ai biết tới, nó còn giai đoạn ý tưởng, bạn mở một cái gì đấy mới, làm một cái startup gì mới, thì chắc chắn sẽ có những người hoài nghi, và người hoài nghi đầu tiên đấy là phụ huynh và những người thân của mình. Tại vì là thực ra cũng dễ hiểu thôi, mọi người hoàn toàn có lý do, bởi vì mình phải hiểu là thời bố mẹ mình ấy, thì cái standard, cái tiêu chuẩn nó là đi làm nhà nước. Thì lúc đấy đi làm nhà nước là một cái gì nó quá an toàn, nó quá ổn định so với cái thời chiến tranh loạn lạc ở trước rồi, đúng không? Thế nên khi mà đến thời này thì mọi người chỉ nghĩ hơn được cao hơn một nước thôi là đi làm những tập đoàn lớn. Thì nó cũng như kiểu là một cái version tiến hóa hơn của đi làm này, công làm trong nhà nước thôi. Đó, thế nhưng mà bởi vì bây giờ khi mà chúng ta bước ra thế giới nhiều hơn, chúng ta hiểu hơn về cách thế giới vận hành, thì chúng ta biết là còn những cơ hội khác ngoài câu chuyện là phải đi làm trong các công ty lớn, trong tập đoàn lớn thì mới gọi là giỏi, thì mới gọi là thành công, thì mới có thu nhập cao. Bây giờ không hẳn là như vậy, câu chuyện nó sẽ khác. Và đôi khi là những cái bạn mà tự kinh doanh ở bên ngoài, hay là những cái bạn mà tự mở cái doanh nghiệp riêng của mình, các bạn ấy về mặt thu nhập có thể thời gian đầu nó sẽ kém hơn chẳng hạn, không được đều đặn hay không được nhiều, không được nhiều đãi ngộ tốt, nhưng mà trong tương lai chẳng hạn thì có thể nó sẽ là một cái sự chuyển biến khác. Thì cái này mình cũng không thể nói chắc được, không thể nói là ai thì nên đi làm startup thì tốt hơn, hay là làm Big Corp thì tốt hơn. Nhưng nó đúng là đôi khi thì mình sẽ phải chấp nhận cái sự là mọi người không thực sự hiểu thứ mình làm, và cách duy nhất để mà mình có thể
gọi là vững tin là mình phải thực sự nắm chắc về cái thứ mà mình muốn làm, và mình cố gắng hết sức để hiện thực hóa điều đấy. Nó sẽ không có cái gì mà chứng minh tốt hơn bằng hành động cả. Thực ra thì đối với Spy Room thì đến bây giờ chúng ta đã có trải qua thời gian khoảng 5-6 năm đúng không? Thì phần nào đấy thì cũng có khá là nhiều người đã công nhận được cái sự tồn tại của Spy Room rồi. Nhưng mà ở khía cạnh của Jolie nhá, thì tôi toàn chứng kiến các startup chết yểu thôi. Nên là mình sẽ cũng khá là hiểu được cái nỗi lo của các bố mẹ. Bởi vì là thực tế là giữa vô số startup khoảng thời gian mấy năm trước đi, giai đoạn này có lẽ cái từ khóa startup nó còn chưa hot nhiều như mấy năm trước. Mấy năm trước cái từ khóa startup nó rất là rầm rộ, đi kèm với các vườn ươm khởi nghiệp. Đúng rồi. Các quỹ đầu tư lớn đầu tư vào các startup thì rất là nhiều. Thì cái thời điểm đấy là thời điểm mà tôi được chứng kiến rất nhiều startup chết giữa chừng. Có thể ý tưởng họ rất là hay thời điểm ban đầu, nhưng mà do họ thiếu cái sự chuyên nghiệp, mà cái sự chuyên nghiệp đấy nó chính là cái mà chúng ta thấy rất rõ ở các Big Corp, các công ty lớn, cái mà làm cho họ có thể trở thành cây đa cây đề đấy. Thì các công ty nhỏ, các công ty startup thì họ thiếu những cái đấy. Cái sự quá thoải mái, quá trẻ trung, nó đi kèm với sự thiếu chuyên nghiệp, nó làm cho các công ty đấy chết. Hai nữa là tạo ra những sản phẩm nó chưa phù hợp với thị trường. Thì mình cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là startup có cái rủi ro hơn nhiều thật. Nó rủi ro hơn nhiều thật. Nên nếu như mình lựa chọn môi trường đấy thì mình cũng phải đối với tôi thì đơn giản là chấp nhận thôi. Chấp nhận được là đây là cái lựa chọn của mình, thì nó sẽ đi kèm với khó khăn, nhưng mà nó cho mình những cơ hội gì. Thì nãy giờ Jolie với Nga cũng chỉ gọi là phân tích thôi, giữa hai cái môi trường, Big Corp thì nó thế này, startup nó thế kia, còn lựa chọn ra đâu là do bạn. Chứ không ai có thể quyết định hộ bạn được, đúng không? Lựa chọn sai là kệ bạn. Lựa chọn sai là kệ bạn. Và bạn thì phải có thể, thậm chí phải kệ cả gia đình bạn để có thể đi theo cái lựa chọn của mình. Hoặc là bạn có thể nghe lời gia đình mình một thời gian để thử nghiệm xem là cái môi trường mà ổn định hơn, an toàn hơn, nó là như thế nào. Với những người mà họ đã đi làm một thời gian rồi và họ cảm giác là họ không phù hợp với cái môi trường đấy, họ không thích môi trường đấy nữa, thì Nga nghĩ là họ nên học cách thích ứng hay là giống như Nga đi tìm kiếm môi trường khác? Nó là câu chuyện như thế này. Mình từ cái câu chuyện mà mình làm ở Big Corp và mình nghỉ việc để quay về Spy Room thì mình đã rút ra được một câu chuyện là thật ra ở môi trường nào nó cũng sẽ có vấn đề thôi. Nếu mà bạn cảm thấy là cái môi trường làm việc hiện tại của bạn nó đang có một cái vấn đề gì đấy bức bối với bản thân, thì bạn phải thật sự hiểu, phải ngồi và ghi chép ra để mà hiểu được là nguồn cội của cái bức bối đấy nó đến từ đâu, cái vấn đề thực sự nó nằm ở chỗ nào, và thử xem là mình có cách nào để giải quyết được cái vấn đề phức tạp đấy không. Bởi vì rõ ràng là chúng ta hay nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ấy. Bạn đi nghỉ công ty này nhảy sang công ty khác, đôi khi có thể không gặp vấn đề đấy nữa nhưng lại gặp vấn đề khác. Đấy, nó là như thế mà. Bởi vì rõ ràng là cái doanh nghiệp thì nó không phải là một cái gì đấy hoàn hảo đâu. Ngay cả những cái Big Corp, những cái công ty sừng sỏ, thậm chí Google hay là Microsoft này các, thì ở trong chăn và biết chăn có giận, nên mình sẽ không bao giờ biết được là thực sự là nó có những vấn đề gì. Đến khi mình vào, mình cứ tưởng là công ty nhà bên cạnh thì vườn bên cạnh thì xanh hơn, nhưng mà thực ra cũng không phải đâu, nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Cho nên trước khi mà mình quyết định là mình nghỉ ở cái môi trường này thì mình hãy thử xem là cái lý do nó đến từ đâu và mình làm cách nào để giải quyết nó. Và cái quan điểm của mình ý là mình nghĩ là hãy cố gắng hết sức để mà xem mình có thể giải quyết được cái vấn đề đấy không. Bởi vì nếu mà bạn nhìn ra vấn đề chính xác là vấn đề gì và bạn có thể giải quyết được nó thì bạn đã trưởng thành lên một level rồi. Đấy, và trước khi mà mình nghĩ đến câu chuyện là nghỉ việc thì maybe nghỉ việc nó là cái chuyện mà giải pháp cuối cùng thôi. Thì cái này mình cũng có nhớ đến một cái câu chuyện ngày xưa khi mà mình cái thời mà lông bông và vẫn còn đang là sinh viên mới ra trường hay là chưa ra trường gì đấy. Mình đi làm một cái agency về truyền thông. Và lúc mình làm được độ vài tháng thì mình cũng xin nghỉ ấy, để lúc đấy đi làm Spy Room. Thế sau rồi cái chị sếp của mình lúc đấy, chị gọi là trên level một chút, chị nói là thật ra thì khi mà em làm một cái công việc gì, hãy cố gắng là làm nó ít nhất khoảng 6 tháng đến 1 năm. Thực tế nhất là 6 tháng trở lên, thì lúc đấy mình mới có một cái bức tranh toàn cảnh về cái công việc và mình hiểu được cái công việc đấy nó là như thế nào. Thì kể cả là trong trường hợp mình cảm thấy là ôi công việc này không phù hợp với tôi, công việc này chán quá, cái này không phải là thứ thế mạnh của tôi, là tôi muốn nghỉ việc, đằng nào tôi cũng nghỉ việc,
thì hãy cứ cố gắng làm hết 6 tháng hoặc là 1 năm đầu tiên để mà mình có thể gọi là hiểu, à mình hiểu toàn cảnh cái bức tranh đấy, người ta vận hành như thế nào, mình biết là cái quy trình nó ra sao và cái công việc đấy nó được tiến hành như thế nào và bản chất của tất cả mọi thứ là gì. Thì cho dù mà bạn có nghỉ việc thì bạn cũng sẽ tích lũy được cái đấy. Chứ còn nếu mà mình ví dụ mình chỉ làm độ 2 tháng, 3 tháng thôi thì cái kinh nghiệm của mình nó quá là non đi và mình mới chỉ chạm được tới bề mặt của tất cả mọi vấn đề. Cho nên thực ra như thế mới là phí thời gian, bởi vì làm xong rồi nhưng cũng chả đúc rút được cái gì. Và thực ra những thứ bạn được làm nó mới ở tầm rất là nông. Đó, thì mình thấy đấy là một cái lời khuyên mà mình nghĩ là cũng rất là tốt. Có thể là trong những trường hợp cụ thể thì không thể nói được đôi khi là bạn cần phải nhảy việc ngay hay là như thế nào đấy. Nhưng mà về cơ bản mình nghĩ là trước khi nghĩ chuyện nghỉ việc thì hãy xem là cái vấn đề đấy mình có thể xử lý được không đã. Và nếu mà giả sử không xử lý được thì mình hãy tìm cách để mà tháo gỡ dần dần và bắt đầu nghĩ đến cái phương án tiếp theo trong một cái gọi là cái quá trình nó dài hạn hơn, chứ không chỉ là hôm nay không thích thì nghỉ việc, mai nghỉ việc luôn. Thì thật ra cái này cũng là một cái bài học cũng xương máu từ chính bản thân mình, một cái gọi là gì, sai lầm trong quá khứ mà mình đã mắc phải, và mình muốn gọi là đưa ra cái lời khuyên cho các bạn. Nếu mà các bạn còn đang trẻ, có ý định đi làm hay nghỉ việc gì đấy thì hãy rất là kỹ, bởi vì thực ra là cái câu chuyện đi làm là một chuyện, nhưng mà cái chuyện bạn nghỉ việc như thế nào cũng là một cái để người ta đánh giá bạn. Có thể trong một số cái ngành ấy nó rất là hẹp thôi, mọi người đều rất là quen nhau hết à. Cho nên nếu bạn nghỉ ở công ty này mà cái thái độ khi nghỉ việc của mình nó không được tốt, ví dụ là mình nghỉ xong mình nghỉ luôn, mình không bàn giao gì cả, hay là mình nghỉ xong mình lại đi nói xấu người này người kia, mình kể xấu công ty cũ chẳng hạn, thì đấy là một cái rất là không nên. Và câu chuyện là làm thế nào để mình nghỉ đi, họ phải cảm thấy là nuối tiếc mình, phải cảm thấy là những cái kỷ niệm hay những cái gì còn lại trong hình ảnh của mình ở lại công ty nó phải rất là tốt. Thì đôi khi thế giới này rất là nhỏ thôi, biết đâu sau này mình lại còn gặp lại họ cơ mà. Thì cái cách mà nghỉ việc cũng là nghỉ việc như thế nào cho nó văn minh thì cũng là một cái mà cũng rất là quan trọng, mà mình nghĩ là các bạn cần phải suy nghĩ. Mình sẽ rất đồng tình với Nga về cái điều này. Mặc dù là với câu chuyện cá nhân của Jolie thì tôi nghỉ việc khá nhanh. Không phải tất cả mọi công việc đều nghỉ việc nhanh, nhưng cũng có một công việc mà đã nghỉ việc ngay sau 2 tháng thử việc. Nhưng mà đúng là cái sự thể hiện của mình ở trong công việc như thế nào, hay là cái cách nghỉ việc của mình như nào, nó sẽ có cái tác động về sau đấy trong cái sự nghiệp của mình nữa thật. Bởi vì là mình là một cái trường hợp mà hầu như mình nghỉ việc ở môi trường nào thì sau đó cũng sẽ làm part time cho cái công ty cũ. Ok. Tức là các công ty cũ họ sẽ vẫn có những cái dự án nhất định nào đấy, thì sẽ liên hệ lại em có tham gia dự án này không, có cái này hay cái kia hay em có muốn làm không. Thì có những dự án nào phù hợp thì mình sẽ làm, hay là kể cả môi trường mà mình vừa nói với Nga là mình nghỉ việc sau 2 tháng thử việc đấy, thì hồi đấy là mình làm cho kênh 98.9 thì lý do nghỉ việc thì cũng chính là liên quan tới sự phát triển bản thân, nhưng không phải là cái phát triển bản thân theo cái nghĩa là tôi sẽ thăng tiến đâu. Bởi vì tham vọng sự nghiệp của riêng mình nó rất là đơn giản. Đấy là chương trình sau của tôi cảm thấy nó hay hơn chương trình trước. Thì khi làm trong 2 tháng đấy thì không cảm thấy hay hơn. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ là có quá nhiều việc. Bởi vì một bạn thời điểm đấy ở đài nó có khá là nhiều việc, trong khi số lượng biên tập viên nó chỉ có 4 đến 5 người và áp lên mình rất là nhiều việc, và mình không thể có thời gian đủ để làm một cái sản phẩm sáng tạo mà theo ý của mình là nó là hay. Thì cái thời điểm đấy thì vì quá áp lực về cái chuyện đó với bản thân mình nên mình có đề xuất nghỉ việc, nhưng mà ngay sau đấy thì được ký hợp đồng làm cộng tác viên với đài luôn. Thì thời điểm đấy thì mình được giao cho công việc mà mình mạnh nhất trong cái giai đoạn đấy là làm các chương trình về giải trí. Thì 2 tháng thử việc đấy là 2 tháng mà giám đốc kênh này, những người đồng nghiệp họ đều đã nhìn nhận được à, bạn này có thế mạnh ở mảng này rồi. Và bây giờ đài vẫn cần, cho nên là ký một hợp đồng cộng tác để bạn ấy chỉ làm đúng cái mảng đó thôi. Thì cái giai đoạn đấy tôi cảm thấy cuộc sống nó bung lụa, bởi vì mình được làm freelance, được làm ở nhà, nhưng mà vẫn được làm công việc mình thích, đúng mảng mình thích, đúng mảng mình có chuyên môn, và sau đấy là vẫn được tiếp xúc với môi trường đấy, nhưng mà ở một cái cương vị, một vị trí khác. Thì đây cũng là một hướng, bởi vì mọi người thường nghĩ là tôi không hợp môi trường này thì tôi chỉ có nghỉ việc thôi. Nhưng mà không, nó vẫn còn một cái option khác là bạn có thể cộng tác với công ty ở một cái vị trí phù hợp hơn với bạn. Nga có thể tóm gọn lại
về cái việc muốn xác định một môi trường làm việc phù hợp cho mình, thì ở cái khúc cuối chương trình này thì các bạn có thể lưu ý điều gì là quan trọng nhất không? Mình nghĩ là thật ra ấy, với cái thế hệ của mình chẳng hạn, mình chỉ nick đời đầu, mình nghĩ là nhiều bạn tầm chỉ nick đời đầu thì ngày xưa chúng mình không có nhiều cái cơ hội để mà được hiểu về mình, đâu hiểu về thế giới, cho nên là đến một cái khoảng thời gian ở đấy, tự nhiên đứa nào cũng sẽ gặp những cái khủng hoảng ấy, kiểu như không biết là mình sinh ra để làm gì, không biết mình đến trái đất làm gì kiểu như vậy, không biết cái gì là điều phù hợp với mình, và tự nhiên nhận ra là thứ mình đang học nó có thể là không phù hợp với mình chẳng hạn. Đó thì nếu mà chẳng hạn bạn vẫn còn gặp cái tình huống đấy thì, và bạn đang xem cái clip này, thì mình muốn nói với bạn là bạn không đơn độc đâu, bởi vì mọi người ở đây đều thế cả thôi. Cứ bình tĩnh. Không việc gì phải lo quá chẳng hạn, bởi vì là ai cũng thế. Và nếu mà mình trong cái tình trạng đấy thì chắc là có cái cách là mình cứ đi thử nghiệm thôi. Nếu mà bạn vừa mới ra trường chẳng hạn thì có rất là nhiều cách để thử, ví dụ như mình có thể thử đi làm làm part time, làm intern hoặc các công ty để mình thử xem là cái môi trường đấy hoặc là cái công việc đấy hoặc cái chuyên môn đấy có phải là thứ phù hợp với mình hay không, thì mình có thể thử bằng cách đấy. Hoặc là giả sử mình không có quá nhiều thời gian để mà cứ đi thử mỗi công ty một tí như thế, thì mình hỏi, ví dụ như là trong cái network, trong mối quan hệ của mình có anh chị nào, bạn bè nào lại quen với ai đấy đang làm ở trong cái công ty mà mình muốn tìm hiểu chẳng hạn, thì mình phải hỏi ngay thôi, mình phải inbox ngay xem là anh chị ơi làm ở công việc đấy cụ thể nó là công việc gì. Có những cái công việc mà trên JD, trên mô tả ấy, nó là một thứ khác, nhưng mà thực tế thì nó lại hoàn toàn là khác. Ví dụ ngày xưa mình đi làm ở cái Big Corp thì rõ ràng là người ta nói là làm branding, làm marketing này kia nghe cũng hoành tráng, nhưng mà sau đấy vào thì rất nhiều công việc liên quan đến giấy tờ, liên quan đến paperwork, thì bạn phải thực sự là hỏi cái người ở trong đấy á, thì mình mới biết được là cái công việc thực sự nó như thế nào, và người ta đối xử hay là cái cách môi trường đấy nó vận hành như thế nào, thì cứ hỏi cái người ở trong đấy là rõ nhất. Và cái câu chuyện bên cạnh câu chuyện trải nghiệm đấy, câu chuyện đi hỏi thật là nhiều thông tin, bởi vì bây giờ cũng có khá là nhiều thông tin rồi, mình có thể update, mình có thể cập nhật thêm bằng cách như là nghe cái podcast này chẳng hạn, hay là mình đọc thêm sách Người trong môn nghề của Spyroom chẳng hạn, thì cũng là một cách để mình hiểu thêm về thế giới mà không phải gọi là mất công đi hỏi 100 người ngoài kia, đúng không? Đó. Và thực ra thì cái câu chuyện là tìm được cái thứ phù hợp với mình nghĩ nó là cái quá trình. Bản thân mình với Spyroom cũng vậy thôi. Tức là ban đầu chúng mình là Spyroom chỉ đơn giản là chúng mình lúc đấy còn trẻ, còn nhiều máu lửa, thì cứ có cái gì hay hay thì làm. Nhưng mà sau một thời gian thì khi mà đã đi qua cả những cái công việc khác rồi, cả những cái công việc có đãi ngộ rất là tốt, có cơ hội rất là tốt, và người ngoài nhìn vào cảm thấy rất là gọi là nó là một cái gì đấy rất đáng trân trọng ấy, nhưng mà mình lại nhận ra là thực ra nó không phù hợp với mình. Và nói chung phải có trải nghiệm, phải có va vấp, phải bị vùi dập thì mới có thể hiểu được là con người mình nó như thế nào và là ai. Không phải là cái chuyện là hiểu mình nó không hề dễ dàng đâu, và cần thời gian và cứ kiên nhẫn để cho phép mình được thử và được sai. Sau đấy thì mình sẽ hiểu được là bản thân mình thì phù hợp với cái gì hơn, mình hạnh phúc khi là cái gì hơn, mình bung lụa trong cái tình huống nào. Ví dụ như khi mà mình làm việc ở một cái môi trường mình cảm thấy phù hợp, mình có thể làm 12 tiếng một ngày mà không thấy mệt, nhưng mà cũng cùng cái lượng thời gian đấy mình làm ở một cái nơi mà mình không thực sự là happy chẳng hạn, thì mỗi ngày đi làm là một ngày cảm thấy trong lòng nó đau khổ, nó dằn vặt, và lúc nào cũng nghĩ xem là bao giờ đến cuối tuần, bao giờ thì đến thứ bảy chủ nhật, thì đến thứ hai thì cơn ác mộng chẳng hạn thế. Thế nếu mà bạn đang đi làm mà bạn cảm thấy là ôi thứ hai sắp tới mình đi làm mình cơn ác mộng ấy, thì chắc phải ngồi xem lại xem là vấn đề nó đang sai ở đâu, và tìm cách xem là mình có sửa được nó không. Nếu không sửa được nó thì lập kế hoạch đường dài để cho mình có thể chọn được một cái môi trường nó phù hợp hơn với mình. Đó. Tóm gọn lại thì nó không phải là một tiêu chí nào là quan trọng nhất, mà là một câu chuyện rất dài về các bước bạn có thể thử và sai. Tôi nghĩ cái này là một điều mà cũng nhiều bạn nên để ý đến ý. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là làm thế nào để mình xác định được một môi trường phù hợp, nhưng mà thường thì rất ít người ngay từ đầu đã xác định được môi trường phù hợp, mà thường là người ta cứ phải vấp vào môi trường này, sau đó người ta thấy là cái này không hợp với tôi. Còn người ta vấp vào môi trường kia, người ta lại thấy cái này không hợp với tôi. Sau đó thì người ta sẽ tìm ra được là thế tốt cuộc là tôi muốn gì, cái gì là cái quan trọng nhất, đi làm thì cái gì là khiến tôi vui nhất. Và sau đó người ta sẽ bỏ bớt dần dần. Bởi vì là sẽ không có một môi trường nào hoàn hảo đến thế. Đồng nghiệp tốt, rồi mọi người đều dễ thương với mình, lương thì cao, công việc thì nhàn, vẫn có thời gian cho gia đình. Không bao giờ có một cái môi trường nào nó hoàn hảo 100% như ý của bạn, mà sẽ chỉ có những môi trường phù hợp nhất với những tiêu chí mà mình cần có nhất thôi. Thì hy vọng là các bạn thính giả sau khi lắng nghe podcast của chúng tôi ngày hôm nay thì các bạn đã có cho mình những cái lời giải đáp
Bởi vì cũng cả Nga lẫn Jolie chỉ đưa ra những bức tranh thôi cho các bạn biết là cái môi trường này nó thế này, môi trường kia nó thế kia. Quan trọng nhất đó là lựa chọn của bạn. Và hy vọng rằng nếu như các bạn có những câu hỏi nào đó nữa thì các bạn đừng quên gửi confession cho Người Trong Muôn Nghề bằng cách là vào Facebook của Người Trong Muôn Nghề và gửi confession cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những khách mời khác. Còn bây giờ thì cảm ơn Nga rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn Jolie, cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả.